chưa xuất phát. Vậy nhà rất tối. Đi chuyến này hơi bị đuối. 2 ngày. 2 ngày 2 đêm. Sài Gòn đi Kiên Giang lãnh có 4 chai. Đổ rồi. Mày nói gì vậy? Dạ, có gì đâu. Dạ, sáng không bằng coi chưa? Dạ. Cái này. Thôi vô ngồi với cô đi. Vô đây, vô đây. Rồi, lắm nữa là anh. Rồi, đi. Rồi. Tạm biệt. Tạm biệt Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang. Tạm biệt Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang. Tôi ngồi gì Thảo không? Xuống dưới gì Thảo đi. Xuống không? Còn Thảo chặt lắm à. Cái gì? Nói cái gì mà không hiểu cái gì luôn. Không dịch cái ở lại rồi. Không dịch ở lại rồi. Nói tiếng Tây hả? Okay, ông nói con nói tiếng gì vậy? Tiếng Anh hả? Nói tiếng Anh hả? Nhoi nhoi đi rồi chút rồi ngủ. Chạy đâu, chạy qua lời xa không có. Chạy làm ông bà ba rồi không kịp luôn. Ừ, uống sữa nhiều quá. Ngày uống mấy bình. Ngày nào uống biết bao nhiêu đâu. Buổi sáng không à, nó 3 hộp á. Buổi sáng không, nó 3 hộp đó. 3 hộp. Tại nó uống sữa bò ngon rồi ngon rồi. Thấy giờ nít uống sữa nó còn dậy chờ luôn. Nó có chắc này chắc kia nên. Đúng rồi. Bổ sung này nọ rồi đó. Bà Lóc nó nói gì? Bỏ lúa vô đường như xe nó chạy nó khỏi đạp nó nè. Chiều nó gom vô cái là xong. Nguy hiểm lắm, xe gắn máy đi nguy hiểm lắm anh. Xe máy chạy lên nó trơn á, sạc. Nên là không thấy gì nữa. 12 giờ rưỡi đó. Có một hộ đây nè. Qua có đi chợ Cây Dương hả? Có ghé không? Có. Chợ cũng rộng lắm. Rộng, bán đồ cũng mấy cũng nhiều. À, không có bán thịt bò ha, mà bán thịt trâu. Ở đây ta cử bò sao? Nhậm dùng. À, lúc xưa thì hình như là bán thịt trâu cho. Không có thịt bò đúng rồi. Đây con ta cũng tiết giáp. Đây mình nó tiết giáp ở đâu anh Tư? Đây là Kiên Giang, thành phố Kiên Giang, Cần Thơ, Long Xuyên. Long Xuyên nhưng mà mình ở đây là giáp chứ gì? Kiên Giang. Không, ý là gắn cái huyện gì đó, huyện gì Thọ Sơn. Thì Thọ Sơn là nó tỉnh, nó thuộc thành phố Long Xuyên. Chứ mình là Kiên Giang, nát nó có cái bản như qua cái cầu á. Qua cái cầu là bên Kiên Giang, bên bên An Giang. Tối hôm qua đi qua Tân Hiệp chở hai đứa nhỏ với bà đi á. Rồi cái đường nó xấu hơn đường đấy. Dạ. Đi đường nó cũng bằng nhau mà nó ra quốc lộ 80. À trên Zero. À trên Zero ra quốc lộ 80 rồi anh phải chạy xuống cái cầu vòng vòng cái gì. Anh cũng hay à, thế là anh nhớ cái đường như này vô là hay á. Bữa tôi vô cái đường này cũng nói chung đi lại nhớ à. Ở đây thì mình không biết.
bến đò đó, rồi đi qua bên kia. Rồi tạm biệt chợ Cây Dương, chợ này cũng sung túc nha. Tạm biệt. Cửa hàng là cũng nhiều. Hôm nay cũng sung túc à. Đây đó là chợ có cây số. Quá tốt à. Ở chỗ nào ở mà gần chợ thoải mái ha. Chợ nó gần chợ trường học. Nhiều khi đi xa quá ngán, không mua gì. Ở gần quá cũng khổ lắm anh, như bà xã tôi ngày phải đi 20 lần. Tốn tiền nữa. Tốn tiền nữa chứ đi nhiều tốn tiền. Bà xã tôi bên nhờ có khỏe là nhờ vậy đó. Người muốn công hành hả? Người muốn đúng rồi, có để có việc mình đi. Tới luôn như tập đi bộ rồi. Tập đi bộ, tập thể dục luôn. Tập thể dục miệng nữa, ra trả giá rồi. Khỏi khỏi tốn cơ miệng rồi. Đúng rồi. Mày rác mà chở là nên là mối luôn à. Nó giao hàng xe à. Giờ mua gì cũng trên mạng đó. Chơi món mấy ngàn chơi nhiều tiền lắm anh. Giờ ăn cái ổ mì cũng lên mạng nó sạc cái đem tới. Phật ghê. Chỗ mà mới khai quang á, nó trong rừng á.
nó đậu rồi nó ăn cái con này con kia rồi đó. Nhưng mà ở miền Tây nó cũng có rét lắm, nó đồng bằng nhưng mà để nó bỏ trong nó này còn quen á. Không có gà. Rừng, rừng. Ủa gà nãy giờ chị không phát hiện hả? Mù Phật. Con gà. Gà. Ở sao không biết một con hay hai con. Thấy nó lòi nhòi hai con à. Rồi nhỏ là nó có phát cái lỗ rồi thở. Có phát lỗ không biết. Có, hỏi nó có. Nó lùng tùng ở đây nè. Tây ra tây nó cho đó. Rồi sao hết cho nhét rồi nó nhét chung ba lô dơ rồi nhét đó. Giờ sao vậy? Quan trọng là cái thùng trứng vịt rồi. Nhưng mà thùng trứng vịt đó là dưỡng tư làm kỹ quá, lấy lá chuối rồi đem làm cái lớp rồi rồi đem cột lại cột cứng cái vỏ lại chắc không sao. Sao đâu để sao? Mình để im không sao. Nó chứ sợ hờ thì chạy cũng đâu có dần sóc đâu. Đâu phải như xe tải đâu. Đoạn này nó hơi dần xuống ra ngoài hết rồi. Nó nhúng mà. Đâu phải đâu có tức. À, xe tải á, xe tải này nó tức anh. Xe tải nó tức nó bóp bóp á. Còn mấy cái xe này nó nhúng rồi em. Nhúng cái gì? Bốn cái giò nó nhúng rồi chứ cái body nó đâu có nhúng. Thôi chứ. Bốn cái giò nó vũ. Em qua lên cầu này nè. Lên cầu này qua ra Tân Hiệp nè. Hôm qua mình lên cầu này. Cầu này là đi ra bên quốc lộ 80 qua chỗ Thảo đi qua bà nội đó. Cái ba lô tẻ thịt sỏi. Cầu cầu chân binh. Cái cầu này nhận qua mình phân tách đó hả? Cầu cầu chân binh. Cụ chiến binh mình biết bao nhiêu là ông cụ chiến binh. Mình để tên chứ mới ấy chỉ gọi cụ chiến binh là nó chung chung không. Đúng biết rồi. Không biết ông nào là cụ chiến binh luôn. Thì ai cũng cụ chiến binh. Ông đã chết mẹ đó rồi nói. Mà gọi nghe cái nhạc đó đi cái cầu cái tên đàn bà không bà bếp bà bún bà gì. Đàn ông cái đàn ông không. Có Tiền Giang á, kinh lên đằng bà không mấy cầu ở đằng bà. Còn giờ Hóc Môn á, dưới quận 12 cái nhà Hóc Môn á để tên đằng bà Nguyễn Thị Búp, Nguyễn Thị Rành gì đó. Trần Thị Kiểu gì đó, tao không biết mấy bà đó là ai đâu. Bà Kiểu đồ là mẹ Việt Nam anh hùng. Thì biết đâu nhưng mà mình đâu có mấy cái người là như đường Trần Đạo, đường Nguyễn Huệ rồi phải không? Hoặc là đường lấy tên cách mạng thì cũng ông Dũng rồi Hồ Chí Minh à. Tôn Đức Thắng rồi hay là Lê Dũng rồi này. Còn mấy cái bà đó mình không phải là vô không nhớ ơn bà nhưng mà đặt rồi thấy mấy bà đó là mấy bà đó ví dụ mẹ Việt Nam của anh hùng của trong cái phường cái quận đó chị cá nhân trong cái thí dụ cá nhân người nào đó ở trong phường của đó thôi chứ đi qua phường khác là tên của mẹ anh hùng. Nhưng mà khi mà mình đọc cái tên đường mà mẹ anh hùng đó là mình đâu biết cái bà đó cái lịch sử quá làm sao. Nó dường như là ông Lê Dũng đi, Phạm Văn Đồng đi, hay ông đường Phạm Văn Đồng rồi mình biết cái ông đó là Phạm Văn Đồng chứ ông thủ tướng hay là gì đó. Ông Hồ Chí Minh hồi xưa là ông chủ tịch nước rồi. Thì ông Trần Hưng Đạo vậy nó thành phố lớn nào cũng đặt tên Trần Đạo chứ đâu phải nó sợ trùng tên. Long Xuyên Trần Đạo, Cần Thơ Trần Đạo, Sài Gòn cũng Trần Đạo thì ở Trần Đạo ở đâu ở Sài Gòn người ta biết. Ông tướng nhưng mà tướng tài. Cũng như là ông nổi tiếng hồi xưa ông cũng đánh trận rồi. Trận Bạch Đằng gì đó. À, ông Nguyễn Huệ đâu lấy lợi đâu tự nhiên cái bà mẹ anh hùng cũng có giật củ chi rồi nhiều thôi mẹ anh hùng là chẳng qua là con bà đi kháng chiến chết hết thôi người ta phong bà thôi chứ bà nó có công cán gì đâu thì bà là người mẹ nuôi nắng người con sống yên cho đất nước ở trên tâm đứa hay sao không có nó mẹ anh hùng là nó vậy nè. Ví dụ mấy người con cũng là mẹ anh hùng, một người con cũng là mẹ anh hùng nhưng với điều kiện
là không sẽ còn ai hết. Con xong xuôi bả hoặc chồng bả chết hoặc không còn ai, chỉ một kèo nói được thôi, không trong tức là thiệt nặng quá. Mẹ liệt sĩ là một bầy con mà, hoặc trong gia đình mình là 5 người con mà có một liệt sĩ chết. Ủa cái bà này mới gành cách mạng dữ ta. Đảng viên hả? Đảng liều mạng. Đảng liều mạng này, đảng liều mạng. Để qua nay nói là bà ghi âm hết rồi. Đảng liều mạng. Bởi vậy đâu có. Người ta không dừng chầu á, nằm giống xuống. Bây giờ nghĩ là không được hưởng gì hết, tôi chửi cách mạng luôn. Qua nay nó lỡ nói gì thì thông cảm nha. Thông cảm đi. Ông xã tôi còn nói tôi á, bây giờ để tôi kêu công an, nhiều khi bực tức quá nói cho ông nói tôi kêu công an vô bắt bà. Đó là cách mạng, bây giờ là liều mạng. Nghe sự tới bến luôn. Giờ này là thấy bất mãn quá rồi, liều mạng luôn rồi. Tôi nói nhiều xong xuôi rồi đuổi tôi đi về quê, xong xuôi rồi bắt đầu năn nỉ tôi làm lại, tôi nói thôi. Rồi xong xuôi xuống cái nói anh giờ tôi khỏe như vậy nè mà không tham gia. Xuống tôi thà tôi chấp nhận tôi tặng tiền bác sĩ để phê cái bệnh án tôi. Không còn chỗ nào chứa nữa. Tôi về tôi photo cái bệnh án đó tôi đưa. Đây là thiền viện Trúc Lâm An Giang. Chẳng trên đường đi rồi mình ghé vô đây một tí cho mấy người hành khách ta tham quan các bạn. Thì đây cũng có quán cà phê rồi mà giờ nay vắng khách. Nay chiều thứ bảy. Không có chơi xó nữa. Thì viện Trúc Lâm thì kiến trúc nó giống nhau. Bên là tháp chuông, bên là tháp trống. Cây xe la chỗ bông đẹp quá kìa. Đó. Mình đứng cái người ngồi chụp xuống. Này là đồng tháp quê em, phải không? Quê em. Cái đồng tháp. Đó, trồng đống sen đẹp luôn. Quá đẹp. Rồi đó. Phạt 200 ngàn á. 200 ngàn không? Đúng rồi, đúng rồi. Rộng lắm, nếu mà có thời gian mà đi đây rộng. Quá. Thôi, nhiều đó được mà nó có mấy cái chùa trên núi nữa, nhưng mà mình hồi sáng nữa mà cô Thủy nói ghé đâu chơi thì tôi kêu về sớm rồi. Tới hồi về mới nóng rồi, trễ tối rồi. Dũng nghỉ rồi, bị nghỉ chức rồi là ông Trọng ông Dược lên rồi. Đúng là ông Trọng ông đá ông Dũng. Ông Dũng ông nghỉ trước trước hẹn mà trước nhiệm kỳ ổng tính lên á, mà cái phe ông quên rồi mới chết á Trọng. Những cô Trọng á là mạnh quá là đá ông Dũng Văn. Trước đó là cái phe của ông ấy dí nè, ông gì nữa thì cũng cái tướng công an luôn á. Không phải tù lâm. Chết rồi phải không? Đúng rồi, ông chết rồi. Chủ tịch nước rồi, ông chết rồi. Sao tôi giờ? Ông Văn Thanh hả? Không. Ông nhiệm tướng công an làm chủ tịch á. Chủ tịch nước á. Giờ nói gì nói chứ tôi thì ông cũng mới đây à, ông cũng thời tôi của ông. Tôi dở đó. Thời của ông Dũng á mà giờ nó ngang tôi chết tới 4 nữa rồi tôi quên mẹ trời. Thế mà ông Trọng đi xuống Kiên Giang nó cũng ầm thì bị ông Trọng đi xuống Kiên Giang tính dứt cái đuôi ông Dũng luôn á, mà bị trời khiến sao mà mép miệng chạy về luôn á. Không thủy mà vô đất người ta, đất Kiên Giang nói chuyện đùa được. Vô vậy lúc đó Nguyễn Thanh Nghị còn làm bí thư tỉnh Kiên Giang mà, bí thư gì đó. Sao vậy mới kéo con Dũng ra ngoài Bắc luôn. Tại vì
xưa cái cầu này ông Dũng ông ký hợp đồng với tụi Nhật đó, là ông cầu này nè. Còn cầu Cao Lãnh đó là nước ông nào ký nước kia hả? Không. Với Trung Quốc. Bên đây qua bên kia xong cũng mệt mỏi chứ không có chơi đâu. Xong hậu này về cầu Cần Thơ nè. Nhưng mà cái kỳ mình đi Campuchia, biển Campuchia mà con nó nói đó anh Tư, mình công nhận nhìn thấy biển bao la, không định hướng được ở đâu là ở đâu. Đúng rồi, xuống là đó mà không có la bàn, không có gì hết là chịu chết rồi. Biển Campuchia nhìn thấy Hà Tiên mà. Đúng rồi. Đâu không định hướng được. Ở Campuchia thì thấy Hà Tiên. Tôi không có ở đó nhưng mà tôi ở Hà Tiên tôi nhìn thấy cái thành phố biển của Chi Hình Úc Viêu á. À, đó cũng gần, nó bọc lên. Nhìn thấy mấy cái tòa nhà đỏ thấy mà. Rồi ra đảo Hải Tặc là nhìn qua là có 4 cây số à. 4 cây số đường chim bay á. Rồi xuồng ghe đi qua lại là biên giới á. Phú Quốc cũng dòm thấy Campuchia á. Phú Quốc thấy. Cái đuôi nằm trên vịnh Thái Lan. Rồi tôi cũng mới đi nè, mới đi ra ngoài đảo Thiên Đàng á. Đảo gì? Đảo Thiên Đàng. Bên Campuchia. Xin Úc Viêu rồi mới đi cano đi ra vô đảo. Thì mấy tiếng hồ mới tới. Thì ở Hà Tiên là ra đảo Hải Tặc á, là ở Hà Tiên không thấy đâu. Mới ra đảo Hải Tặc á là mới nhìn thấy xin Úc Viêu. Nhìn thấy rõ luôn. Tôi đã tạo xin Úc Viêu đi nữa. Đi bằng cano. Vậy là mình kỳ mình ở bên đảo đó là đảo Thiên Đàng. Đảo Thiên Đàng, Tha Xua. Nhưng mà thật ra cái đường biển của Campuchia nó ngắt tắt lắm. Đâu phải gì Việt Nam mà từ Bắc với Nam đâu. Nó đụng Việt Nam mà nó đi chút là nó đụng Thái Lan rồi. Nó vô vịnh Thái Lan rồi, nó đâu có nhiều lắm. Nó gắp bía Thái Lan. Ừ. Vô đó đẹp lắm, trời ơi. Sạch sẽ. Nói chung là nó bị Trung Quốc đầu tư cái rộng. Trời ơi, mà vừa mà nó rớt không ai lượm